Hello, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của Vũ Phong MTL. Những ngày qua thì cộng đồng fan của Đom Đóm có thể nói là có những ngày sôi nổi vì cái nhận định của Châu Đăng Khoa. Châu Đăng Khoa là một nhạc sĩ trẻ khá là nổi trong thời gian gần đây và anh đã có một nhận định về Zack như thế này. Zack thành công là do mẹ nuôi, quan hệ rộng và tài chính lớn. Và Châu Đăng Khoa không hề cảm nhận được nhạc của Zack. Và cụ thể khi nhắc đến Zack thì Châu Đăng Khoa đã cho biết không cảm được nhạc của nam ca sĩ và khẳng định sự thành công của Zack chỉ là may mắn. Châu Đăng Khoa là một trong những tác giả trẻ tạo nên nhiều bản hit của Bebop. Anh là người đứng sau thành công của Người Lạ Ơi, Tình Nhân Ơi, Trần Ái, Giấu Anh Vào Nỗi Đau, Hương Đêm Ba Xa và từng vướng scandal về việc ăn cắp ý tưởng. Châu Đăng Khoa vẫn được nhiều ca sĩ tin tưởng trong việc giúp họ tạo bản hit. Là một nhạc sĩ thì Châu Đăng Khoa luôn có những nhận định về âm nhạc của các ca sĩ khác. Nam ca sĩ vừa bày tỏ quan điểm của mình về Zack khiến cộng đồng phải xôn xao. Mới đây thì Châu Đăng Khoa sẽ xuất hiện trong một buổi phỏng vấn và có những chia sẻ về Zack. Khi được hỏi về việc nghe nhạc của Zack thì anh khẳng định không ngắm được thể loại nhạc này. Anh đã thẳng thắn nói là Khoa không nghe, không thích và không cảm được nhạc của Zack. Trong số những bài hát của giọng ca sinh năm 1997 thì Châu Đăng Khoa chỉ nghe được bài Hồng Nhan. Như các bạn cũng đã biết là Zack đã thắng lớn trên đường đua âm nhạc Vbox với 3 MV đó là Hồng Nhan, Bạc Phận và Sóng Gió. Tuy nhiên thì hiện nay nam ca sĩ đang trải qua khá là nhiều sóng gió với những ồn ào với đồng nghiệp cũ, gây ảnh hưởng đến sự nghiệp. Châu Đăng Khoa cũng bày tỏ ra sự tiếc nối cho Zack vì những sự cố này. Ngoài ra thì Châu Đăng Khoa cũng chia sẻ sự thành công của Zack chủ yếu là do yếu tố may mắn. Có thể nói là thời tới không đỡ kịp. Có một phần nhờ sự giúp đỡ của mẹ nuôi, chính ekip phía sau và mối quan hệ rộng tài chính của mẹ nuôi đã mang đến thành công của Zack và cả lượt nghe khủng trên MV YouTube. Châu Đăng Khoa, cha đẻ của bạn hit Người Lạ Ơi còn chia sẻ các bài nhạc của Zack không phải lúc nào cũng thành công, cũng có bài bị flop. Tuy nhiên thì lượng fan hùng hậu mà Zack sở hữu sau 3 bản hit đầu tiên đủ để có thể giúp anh tiếp tục có được những thành tích ở những cái bản nhạc sau đó. Zack liên tiếp thành công khiến nhiều người ngỡ ngàng, song với Châu Khải Không đó chỉ là sự may mắn trong giới showbiz. Có thể nói lần đầu tiên gặp Zack thì Châu Đăng Khoa đã làm cư dân mạng được fan xôn xao. Khi mà bên cạnh những người ủng hộ quan điểm của anh thì không ít người chỉ trích Châu Đăng Khoa cố tình dìm hàng đàn em.